mà có thể vừa ăn hàng lề đường vừa nghe nhạc các bạn. Ở đó là Chinatown ở Canada đó các bạn. Đó, các bạn xem nha. Bây giờ chúng ta là trong video đó, các bạn cũng thấy cái hình ảnh là khi mình vào quán phở đi vào chợ đó thì cũng có một cái đội là các anh đó hát hò. Co bộ hấp dẫn các bạn ha. Ồ, trái ớt kìa, ăn trúng là chết rồi nha. Hay chứ. Hành, ớt, mùi chua. Hay hay. Thank you.
được nghe nhạc sống miễn phí như vậy đó. Trời ơi, vui các bạn ơi, người ta chỉ cho những đồng lẻ xu thôi, bà không phải đâu biết đâu. Để bà không phải cho 5.000 là nhiều lắm luôn á, bị người ta cười luôn á. Tại vì rất là nhiều người như vậy. Còn nếu mà mình cho một người nhiều như vậy thì sớm sạch túi thôi. Cho nên là bà không phải thấy là cho 1-2 ngàn cũng được rồi. Bây giờ bà không phải ăn nha. Đây là các bạn có nhận ra cái món ăn kinh dị của bà không phở không? Hy vọng là hôm nay bà món phở ăn không bị gọi là món ăn kinh dị nha. Xin giới thiệu với các bạn, bữa nay bà món phở ăn chung với lại một cái anh, anh đã giúp bà món phở đi mua tiền, ông quên đi đuổi tiền, chứ bà phở hết tiền đô rồi. Để chút nữa bà món phở sẽ hỏi tên anh ấy. Video tiếp theo.